Từ lực Bookstore và Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả. Sau đây xin mời quý khán giả theo dõi câu chuyện ngày thứ năm 20 tháng 5 năm 2021 với tựa đề là Lương Xuân Việt. Thưa quý khán giả, vào bối cảnh 30 tháng 4 năm 1975, khi mà miền Nam sắp sửa rơi vào tay Cộng sản miền Bắc, thì có một gia đình của một vị thiếu tá thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa đã tìm cách di tản ra khỏi miền Nam với cái sự giúp đỡ của một người bạn Mỹ. Vào ngày 27-28 tháng 4 năm 1975, thì gia đình cái vị thiếu tá thủy quân lục chiến đó đã đi, trong đó có hai người con, là một người con gái và một người con trai. Thì cậu con trai lúc đó chỉ có 9 tuổi thôi. Và lúc mà gia đình đang ngồi chờ tại một cái phi đạo ở phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, thì cộng quân tiếp tục pháo kích vào phi trường. Và lúc đó thì cái cậu bé 9 tuổi sau này nói lại rằng ông bố của cậu bé đã lấy thân mình để che chắn đạn cho cậu bé và trấn an mọi người trong gia đình, trong khi bom vẫn rơi. Và một số người chung quanh đã bị trúng đạn, bị thương. Cậu bé 9 tuổi đó sau này kể lại rằng cậu sợ muốn chết luôn, bởi vì một đứa bé 9 tuổi thì không biết làm gì trong hoàn cảnh đó cả, ngoài cái việc mà đọc kinh công giáo, tức là đọc kinh thánh. Nhưng mà rốt cuộc thì gia đình cậu đã thoát ra khỏi Việt Nam với hơn 50 người khác của những gia đình khác trên một chiếc máy bay Chinook của quân đội Mỹ, bay ra khỏi Sài Gòn dưới những cái làn đạn súng vẫn còn tiếp tục nổ dưới đất. Và lúc mà máy bay đáp xuống trên chiếc tàu USS Hancock của quân đội Mỹ đó, thì cậu bé 9 tuổi có hỏi cha mình một câu như thế này: đâu, đây là đâu ạ? Bố ơi. Thì người bố nói rằng đây là một trong những tàu chiến của nước Mỹ. Thì cậu bé hỏi như vậy có nghĩa là gì? Thì ông bố nói rằng nghĩa là không có gì trên đời này có thể hại con được nữa. Cậu bé sau này hồi tưởng bảo rằng nghe ông bố nói câu đó thì đó là một cái khoảnh khắc trọng đại nhất trong cuộc đời cậu bé. Và cho tới ngày hôm nay cậu bé không quên được cái lời nhắn đó của ông bố. Cậu bé đó là ai? Thưa quý vị, cậu bé đó là giờ là thiếu tướng Lương Xuân Việt của quân đội Hoa Kỳ. Năm 2005, khi một cái trận bão Katrina đánh vào các tiểu bang miền Nam của nước Mỹ và đã cướp đi mạng sống của 1.800 người, gây một cái sự thiệt hại về mặt kinh tế lên tới 125 tỷ Mỹ Kim vào tháng 8 năm 2005, đặc biệt là gây thiệt hại về nhân mạng và vật chất cho cái New Orleans, thì thưa quý vị, lúc đó Tổng thống George W. Bush cam kết là sẽ làm tất cả mọi việc để có thể tái thiết lại cái vùng vịnh Mexico, là cái khu vực mà đã bị bão Katrina tàn phá. Thì lúc bây giờ chúng tôi đang làm việc cho đài Little Sài Gòn TV tại miền Nam California và cũng làm việc cho tờ tuần báo Việt Times. Thì có đọc được cái bản tin ở trên tờ LA Times phát hành tại miền Nam California. Hình của một cái đoàn quân nhảy dù Mỹ mà lúc đó là thuộc sư đoàn 82 nhảy dù. Một tiểu đoàn của sư đoàn 82 đã vào cái vùng bão Katrina để cứu và di tản những người bị bão. Chúng ta cũng cần nhắc lại rằng sư đoàn 82 của nhảy dù Hoa Kỳ rất nổi tiếng, đã từng tham chiến trong thời đệ nhị thế chiến với sư đoàn 101 nhảy dù. Và sau đó thì 82 nhảy dù Mỹ quá qua tham chiến tại Việt Nam và có đóng tại một cái đồi, sau đó được đặt tên là đồi Baston ở ngoài miền Trung, ở Huế với lại Quảng Trị. Thì thưa quý vị, cái hình ảnh của báo LA Times đăng vào cái năm 2005 cho thấy trong cái tiểu đoàn nhảy dù đó thì có một vị sĩ quan Mỹ gốc Á mang lon trung tá. Chúng tôi còn nhớ mãi cái hình ảnh rằng cái vị trung tá đó đứng trước một cái ngôi nhà nước ngập và có một ông Mỹ già người gốc Phi Châu. Thì cái vị trung tá nó gác một cái chân lên trên một cái ghế bên cạnh và để tay như thế này. Trong lúc phía sau là có một số sĩ quan và binh sĩ nhảy dù khác. Vị thiếu tá đó đã thuyết phục cái ông già Mỹ gốc Phi Châu đó phải di tản, bởi vì nếu không thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thì ông già đã không chịu di tản. Ông già đã bảo là ông không chịu đi
và ông ấy chỉ muốn rằng cái vị trung tá đó để lại cho mình ít thực phẩm đồ hộp thôi. Đó là theo sự tường thuật của phóng viên tại LA Times. Thì vị trung tá đó bảo không, ông không đi thì ông không có thực phẩm gì cả. Rồi cái đơn vị đã quay lưng đi. Thì sau đó thì chính ông Mỹ gốc Phi Châu đã gọi cái vị trung tá lại bảo thôi đồng ý di tản. Thì cái vị trung tá này kể lại là theo những kinh nghiệm mà ông bố là một ông thủ quân lục chiến ấy, của Việt Nam Cộng Hòa. Thì cách hay nhất để thuyết phục một người trong một tình huống đó là làm bộ như là nếu không đi thì thôi, không có một cái nguồn nào để họ có thể sống sót một mình trong cái hoàn cảnh nguy hiểm như vậy cả, thì họ sẽ đi. Vị trung tá là ai? Thưa quý vị, vị trung tá đó là ông Lương Xuân Việt. Lúc đó ông là tiểu đoàn trưởng của một cái tiểu đoàn thuộc sư đoàn nổi tiếng của nước Mỹ là 82 nhảy dù. Thì khi mà đọc được cái tin đó trên tờ LA Times thì chúng tôi đã tìm được cái số điện thoại để liên lạc thư chuyện với trung tá Lương Xuân Việt và ông đã dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn. Tiếc là cái đoạn băng phỏng vấn đó chúng tôi có phát trên đài BBC London nhưng mà bây giờ thì từ 2005 cho tới bây giờ lâu quá rồi cho nên cái kho dự trữ của BBC không còn cái đoạn băng đó nữa. Thì lúc đó trung tá Lương Xuân Việt cho biết là đơn vị của ông đã điều động tới thì xảy ra một số những cái vụ cướp của những cái kẻ mà lợi dụng cái tình thế đấy. Thì khi cái tiểu đoàn của Lương Xuân Việt tới thì những kẻ đó bỏ chạy. Ông cũng nói thêm rằng ông đã dùng xuồng cao su để đi cứu người và trong vòng mấy ngày thôi thì đơn vị của ông đã cứu được vào khoảng 500 người từ những khu nhà ngập nước rất là nặng. Ông cũng cho biết là đã chứng kiến nhiều cảnh rất là bi đát. Tuy nhiên, đơn vị của ông đã tiến hành di chuyển những người già cả, tàn tật và trẻ em đi trước khỏi cái khu vực bị lũ lụt. Và đơn vị của ông cũng đã gặp được một số gia đình Việt Nam, trong đó có những gia đình nhất định không chịu rời bỏ nhà cửa. Mặc dù là những cái phi công trực thăng mà lúc đó đang bay để mà di tản người đi ra bên ngoài đó, đang túc trực để có thể đưa những gia đình này ra. Nhưng mà nhờ cái sự tiếp xúc của đơn vị do trung tá Lương Xuân Việt chỉ huy, những gia đình Việt Nam đó cuối cùng cũng đã di tản bởi vì họ thấy yên tâm có một vị sĩ quan Mỹ gốc Việt mà trung tá Lương Xuân Việt nói tiếng Việt rất giỏi. Ông lớn lên tại đất Mỹ nhưng mà tiếng Việt giỏi lắm và thậm chí ông hiểu biết rất là phong phú về cái di sản văn hóa Việt Nam cũng như là lịch sử của Việt Nam. Đó là một cái điều rất là đáng hãnh diện của một người trẻ mà giữ một vai trò như thế từ đất Mỹ mà lại còn nhớ tới nguồn gốc cội nguồn của mình. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đọc được một cái bài được đăng ở trên trang Việt ngữ của đài VOA, tức là đài Voice of America, với tựa đề là Tướng Lương Xuân Việt chấp nhận thử thách khi là nguồn cảm hứng cho người Mỹ gốc Á. Bài viết của Ban Việt ngữ đài VOA viết như thế này: Thiếu tướng Lương Xuân Việt, tư lệnh lục quân Hoa Kỳ ở Nhật Bản, hôm 18 tháng 5, tức là cách đây 2 ngày, đã kể lại câu chuyện từ một cái cậu bé tị nạn và ông đã trở thành một chỉ huy quân đội Mỹ ra sao. Đồng thời, ông cũng nói lên quan điểm của mình về vấn đề bình đẳng, đa dạng chủng tộc trong quân đội Hoa Kỳ. Cuộc nói chuyện của Thiếu tướng Lương Xuân Việt được truyền trực tiếp trên mạng Facebook chính thức của lục quân Hoa Kỳ và là một hoạt động để kỷ niệm tháng di sản của người Mỹ gốc Á và di sản của cộng đồng người Mỹ các đảo Thái Bình Dương. Đài VOA viết, nói trên trang Facebook có tên tiếng Anh là US Army, tướng Lân Xuân Việt cũng tâm sự rằng ông được người gốc Á xem như là một nguồn cảm hứng. Cái điều này khiến cho ông cảm thấy ông phải bị một cái áp lực nhất định nào đó. Nhưng mà ông nói ông sẵn sàng chấp nhận những cái thử thách đó khi mà được một số những người trong cộng đồng gốc Á xem ông như là một cái nguồn cảm hứng của họ. Thiếu tướng Lương Xuân Việt cho biết câu chuyện của ông gắn liền với việc gia đình ông đã phải di tản vào cuối tháng 4 1975. Một vết sẹo tinh thần về biến cố đau thương này. Và điều này đồng nghĩa là ông không thích thú gì cả. Nhưng ông hiểu rằng nó cần phải được kể lại vì nó khái quát lên phần nào về người Mỹ và về nước Mỹ. Ông Việt nói, thời điểm ở bước ngoặt trong cuộc đời binh nghiệp của ông
là khi ông giữ chức tiểu đoàn trưởng chỉ huy hoạt động di tản người dân tại New Auckland, tiểu bang Louisiana, sau trận bão Katrina vào năm 2005. Và như chúng tôi nói lúc nãy là cái vai trò đơn vị tiểu đoàn nhảy dù thuộc sư đoàn 82 nhảy dù Mỹ mà do Trung tá Lương Xuân Việt chỉ huy trong cái trận Katrina chúng tôi vừa mới trình bày lúc nãy. Trên cái trang của Ban Việt ngữ đài VOA đó, thì khi mà nói về cái chuyện cứu trợ Katrina, ông Lương Xuân Việt cho biết là ông biết ngay rằng ông đại diện cho một cái điều còn lớn lao hơn bản thân của ông, lớn lao hơn các binh sĩ thuộc cấp và các đơn vị của ông. Và ông cũng nhận được nhiều sự chú ý trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt khi mà đưa cái tiểu đoàn vào cứu và di tản những người đang kẹt trong trận bão Katrina. Ông tâm sự rằng khi nắm chức vụ tiểu đoàn trưởng là cái quãng thời gian vui nhất trong cuộc đời binh nghiệp. Vì chức tiểu đoàn trưởng thực sự là lúc lần đầu tiên mà một người có thể tác động và định hình chính sách và có thẩm quyền làm nhiều điều cho mọi người. Thưa quý vị, bản tin của đài VOA cho biết là trong cuộc đời binh nghiệp của Thiếu tướng Lương Xuân Việt, và giờ phút này tương lai của ông vẫn còn gọi là rất là rộng mở đó, thì ông đã đi từ cấp tiểu đoàn trưởng của một tiểu đoàn thuộc sư đoàn 82 nhảy dù Mỹ. Ông đã từng phục vụ tại chiến trường Iraq từ năm 2005 cho tới năm 2006. Và sau đó, với chức vụ cấp bậc đại tá, thì ông chỉ huy một lữ đoàn thuộc sư đoàn 101 nhảy dù tại Afghanistan trong cái giai đoạn 2010 cho tới năm 2011. Và ông đeo lon trung tướng vào tháng 8 năm 2014. Và sau đó thì được Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận cấp cho ông cấp bậc thiếu tướng vào tháng 4 năm 2007. Hiện tại thì Thiếu tướng Lương Xuân Việt cho biết là ông nhận được rất nhiều email từ các bạn trẻ người Mỹ gốc Việt và những người Mỹ gốc Á. Họ nói với ông rằng cái lý do mà họ tham gia một quân đội Hoa Kỳ đó bởi vì họ xem ông là một cái nguồn cảm hứng cho họ. Thì Thiếu tướng Lương Xuân Việt tâm sự rằng quả thực khi mà đứng ra làm một khuôn mặt đại diện cho cộng đồng thì cái điều đó tạo ra một cái áp lực nhất định đối với cá nhân ông Việt. Nhưng ông sẵn sàng chấp nhận cái thử thách đó. Trong bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông cũng có nói về sự bình đẳng và cái tính đa dạng chủng tộc trong quân đội Hoa Kỳ. Thiếu tướng Lương Xuân Việt nhìn nhận rằng đã có và thậm chí cho tới thời gian gần đây vẫn có vấn đề là người Mỹ gốc Á, người Mỹ gốc Phi và các gốc thuộc các quốc gia Trung Mỹ có ít cơ hội để nắm các vị trí chỉ huy từ cấp lữ đoàn trở lên. Ông nói tiếp, ông nghĩ là để sửa chữa điều đó sẽ cần có thời gian và chúng ta phải quay lại từ những bước đầu. Bởi vì phải mất nhiều năm để đào tạo ra những sĩ quan và hạ sĩ quan giỏi, nên chúng ta cần phải bắt đầu ngay từ cái giai đoạn tuyển mộ, phải thu hút và giữ chân người tài trong lĩnh vực này. Thưa quý vị, khi mà Thiếu tướng Lương Xuân Việt đề cập đến vấn đề là cộng đồng người Mỹ gốc Á, cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu, cộng đồng người Mỹ gốc các nước Trung Mỹ đó, ít có cơ hội để nắm các vị trí chỉ huy từ cấp lữ đoàn trở lên, thì cũng cần nói thêm về cái cơ cấu tổ chức của quân đội. Những đơn vị nhỏ nhất là từ tiểu đội lên tới trung đội, lên tới đại đội, rồi lên tới tiểu đoàn. Thì cứ 3 tiểu đoàn thì thành lập thành một lữ đoàn. Và 3 lữ đoàn thì sẽ thành lập cấp sư đoàn, rồi sau đó trở lên cấp quân đoàn, rồi các tư lệnh chiến trường. Thì khi mà Thiếu tướng Lương Xuân Việt đề cập đến cấp lữ đoàn thôi đó, mà đã có vấn đề cũng khó khăn đối với người Mỹ gốc Á, người Mỹ gốc Phi và người Mỹ các nước Trung Mỹ đó, thì chúng ta mới hiểu rằng Thiếu tướng Lương Xuân Việt đã tiến rất xa trong cuộc đời binh nghiệp khi phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ. Bởi vì hiện nay ông đã là Thiếu tướng và ông chỉ huy các đơn vị lục quân mà đồn trú tại nước Nhật. Thời 2005, ông đã là Trung tá tiểu đoàn trưởng. Rồi sau đó ông lên làm lữ đoàn, đã tham dự chiến trường ở bên Afghanistan. Rồi sau đó ông là chuẩn tướng, bây giờ lên thiếu tướng. Cho thấy rằng ông tiến rất nhiều. Bàn về vấn đề
trên một cái bình diện rộng lớn về cái chuyện là có cái sự gọi là giữ chân những người tài ở gốc Á, gốc Phi đó, vân vân đó. Thì ông Lương Xuân Việt tự nhận rằng ông không có một sự phân tích tổng quát mang tính cách học thuật. Tuy nhiên, ông chỉ đưa ra một thực tế mà ông quan sát thấy trong đời sống mà ông gọi là sự thiên kiến có hệ thống. Cụ thể hơn, ông nêu ra ví dụ rằng ở một số tổ chức hay là công ty, người Mỹ gốc Á làm việc rất tích cực nhưng không được cất nhắc. Vì đối với ban lãnh đạo công ty đó, vấn đề đa dạng không phải là ưu tiên hàng đầu của họ. Và họ tin rằng người Mỹ gốc Á không kêu ca, làm việc hết sức và luôn luôn trung thành, nên những người mà lãnh đạo công ty đã trao cơ hội thăng tiến cho những người khác không phải là người Mỹ gốc Á. Đó là lời của Thiếu tướng Lê Xuân Việt. Cùng với những vấn đề thiên kiến đó, thì những vụ có tính chất thù ghét người Mỹ gốc Á xảy ra gần đây cũng làm cho ông cảm thấy là ông bị tổn thương. Bài viết của đài VOA thuật lời của Thiếu tướng Lương Xuân Việt nói rằng ông nghĩ là để giải quyết tổng thể cái vấn đề mà có những cái vụ ghét người Mỹ gốc Á đó, thì chúng ta cần một cách tiếp cận toàn diện. Cùng với tội ác từ lòng thù ghét, có những vấn đề khác mà chúng ta cũng phải giải quyết cùng một lúc. Nếu chúng ta không biết gốc rễ của vấn đề, chúng ta sẽ chỉ giải quyết các triệu chứng, chứ không phải là giải quyết tận gốc rễ vấn đề. Mà dường như đó là điều mà Thiếu tướng Lương Xuân Việt đang thấy xảy ra hiện nay tại nước Mỹ. Ông nói, dù nước Mỹ không hoàn hảo, nhưng ông khẳng định ông biết ơn quốc gia này và luôn giữ niềm tin rằng đây là đất nước tốt đẹp nhất trên quả địa cầu. Thiếu tướng Lương Xuân Việt bày tỏ ông không quên nguồn gốc Việt Nam của mình, và ông tâm sự rằng ông chắc chắn ông muốn quay lại thăm Việt Nam, đưa cả ba người con đi cùng. Các con của Thiếu tướng Lương Xuân Việt đều sinh ra tại Mỹ. Và ông nói thêm rằng do cái đại dịch COVID-19 này, cho nên ông chưa thể thực hiện được ước muốn đưa vợ và ba con về thăm Việt Nam. Ông cũng cho biết là ông đã về Việt Nam một lần để tham gia một chương trình chính thức tổ chức tại Hà Nội. Nhưng mà vì về với tính cách là đại diện cho phía Hoa Kỳ, cho nên ông không có nhiều thời gian cho những cái chuyện gọi là viếng thăm cá nhân hoặc là tìm hiểu đất nước với tính cách là một cá nhân. Theo sự tìm hiểu của Đài Voa thì Thiếu tướng Lương Xuân Việt đã có mặt tại Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 8 năm 2018. Lúc đó thì có 30 quốc gia tham dự vào cái cuộc hội thảo này. Thưa quý vị, Thiếu tướng Lương Xuân Việt là một trong một số những cái khuôn mặt tiêu biểu của sự thành công cộng đồng người Mỹ ở gốc Việt tại Hoa Kỳ. Chúng ta có Thiếu tướng Lương Xuân Việt và chúng ta có một số các cấp sĩ quan, tướng, tá khác trong quân lực Hoa Kỳ. Về trường hợp của Thiếu tướng Lương Xuân Việt thì ông xuất thân từ hai cái sư đoàn nổi tiếng của nước Mỹ. Đó là 82 nhảy dù và 101 mà người ta hay nói là 101 đó. Thì 82 như chúng tôi nói lúc nãy là tham dự cái trận đánh lớn ở bên Âu Châu thời Đệ Nhị Thế Chiến, giải phóng Âu Châu ra khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã. 101 nhảy dù cũng nhảy dù vào sâu trong cái nội địa của Âu Châu, phía hậu của quân Đức Quốc xã để giải phóng Âu Châu. Thì cái vị tư lệnh 101 nhảy dù cái thời đó là tướng Maxwell Taylor, sau này ông cũng là một đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Cả hai đơn vị 101 và 82 dù Mỹ cũng đã dính tới cuộc chiến tranh Việt Nam. Giờ phút này thì Thiếu tướng Lương Xuân Việt là người xuất thân từ đơn vị nhảy dù và từng chỉ huy cấp tiểu đoàn và cấp lữ đoàn của cả hai sư đoàn nhảy dù đó. Ông là một cái niềm hãnh diện cho người Mỹ gốc Việt nói riêng và cộng đồng người Mỹ gốc Á nói chung. Cái câu tâm sự của Thiếu tướng Lương Xuân Việt, ông nói rằng hiện nay đã có một số những người trẻ Mỹ gốc Việt, một số người trẻ Mỹ gốc Á viết email cho ông, viết thư cho ông tâm sự rằng cái động lực khiến cho họ ghi danh để gia nhập quân đội Hoa Kỳ bởi vì họ nhìn thấy hình ảnh của Thiếu tướng Lương Xuân Việt.
Và ông Việt cũng nói rằng đó là một cái áp lực nhất định đối với ông, nhưng mà ông sẵn sàng thử thách. Chúng ta không có điều gì khác hơn là cầu chúc cho Thiếu tướng Lương Xuân Việt lúc nào cũng thăng tiến trên cái cuộc đời binh nghiệp và giữ được cái nét tiêu biểu của một người chàng trai nước Việt tận tụy với quê hương thứ hai. Như ông nói, nước Mỹ không hoàn hảo, nhưng mà ông yêu đất nước này vì đất nước này là một cái quốc gia tốt đẹp nhất trên thế giới. Nhưng mà cậu bé 9 tuổi Lương Xuân Việt khi rời khỏi Việt Nam năm 1975 với gia đình mà ông bố là một thiếu tá thì quân lục chiến, Thiếu tướng Việt đã không quên đi cái nguồn gốc của mình. Qua cái lần nói chuyện rất ngắn ngủi thôi để trở thành một cái bài phỏng vấn của chúng tôi với Thiếu tướng Lương Xuân Việt năm 2005 thì chúng tôi phải nhìn nhận rằng rất là xúc động khi thấy một người mà đến đất Mỹ lúc 9 tuổi mà nói tiếng Việt giỏi đến như thế. Câu chữ chọn đâu ra đấy. Và khi đề cập tới lịch sử Việt Nam thì sự hiểu biết của Thiếu tướng Lương Xuân Việt rất là phong phú. Cảm ơn quý khán giả Tự Lực Bookstore và xin hẹn gặp lại trong mục Điểm tin sáng ngày mai. Tự Lực Bookstore hân hạnh loan báo với quý độc giả nhân dịp kỷ niệm 35 năm hiện diện trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại và cũng để chào mừng mùa xuân sau một năm dài đại dịch coronavirus hoành hành khắp thế giới. Nhà sách Tự Lực giảm giá từ 20% đến 60% tất cả các loại sách CD, DVD cho khách hàng mua online, mua tại nhà sách hoặc mua qua phone. Độc giả mua trên 100 mỹ kim tiền sách hoặc trên 100 mỹ kim tiền CD, DVD sẽ được free shipping trên toàn nước Mỹ, ngoại trừ Alaska, Hawaii và Guam. Chương trình giảm giá bắt đầu từ ngày 23 tháng 3 năm 2021 đến ngày 10 tháng 5 năm 2021. Địa chỉ của nhà sách Tự Lực là 14318 Proper Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Điện thoại số miễn phí để quý độc giả gọi vào mua sách là 1888-204-7749, 1888-204-7749 và số điện thoại trực tiếp là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả ở xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com. Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Văn Minh Cầm Đũa của tác giả Thái Gia Kỳ. Thế nào là Văn Minh Cầm Đũa? Tác giả Thái Gia Kỳ nêu câu hỏi. Các bạn thử xem, trên thế giới có nước nào trước đây người dân dùng đũa trong bữa ăn mà không từng sử dụng chữ Hán không? Tôi thử đổi lại câu hỏi khác. Các bạn thử tìm xem, trên thế giới có nước nào từng sử dụng chữ Hán trong mọi sinh hoạt mà người dân vẫn ăn bốc hoặc dùng dao nĩa không? Sự thực hai câu hỏi trên chỉ là một, nói lên sự gắn bó mật thiết giữa văn hóa chữ Hán và văn hóa cầm đũa. Người Khmer, người Mã Lai, người Thái Lan và người Miến Điện không cầm đũa ăn cơm mặc dù họ vẫn sống trên đồng ruộng lúa nước. Sống trên vùng lúa nước nhưng không phải là lý do chính đưa đến việc sử dụng đôi đũa. Cái chính là vì họ không chịu ảnh hưởng của nền văn hóa chữ Hán, trong đó có tập quán cầm đũa trong bữa ăn. Tác phẩm Văn Minh Cầm Đũa, những tương đồng trong văn hóa xã hội các nước của tác giả Thái Gia Kỳ hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực, địa chỉ là 14318 Proper Street, thành phố Garden Grove, California. Điện thoại để quý độc giả gọi vào cho nhà sách Tự Lực mua sách là 1888-204-7749, 1888-204-7749. Và số điện thoại trực tiếp là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả ở xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com. Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả truyện dài Sương Ký Ức của tác giả Đặng Mai Lan do Văn Học Press xuất bản. Sương Ký Ức tựa đề của tác phẩm khiến độc giả có thể mường tượng được phần nào nơi chốn mà tác giả Đặng Mai Lan hồi tưởng và dàn trải trong cuốn sách. Đặng Mai Lan viết về Đà Lạt, thành phố sương mù, viết về những kỷ niệm với nhiều nhân vật, trong đó có Thiện, có Thịnh.
Mời quý độc giả cùng nghe một đoạn Đặng Mai Lan viết trong tác phẩm Sương Ký Ức. Cuối cùng thì họ cũng bước vào nhà. Cánh cửa được mở một cách dè dặt, nhẹ nhàng, nhưng đã xô ập vào nhà một lượng không khí mờ đục lạnh buốt phía ngoài. Thiện nói, ôi sương nhiều quá, trên đường về có lúc tưởng như lạc không thấy lối ra. Tôi nhìn ra cửa, sương như chưa bao giờ nhiều đến thế. Sương như mây mỏng, tràn vào nhà. Sương che khuất những đường nét trên khuôn mặt Thiện. Tôi không nhận ra anh. Anh lạ quá. Từng phút, khuôn mặt anh nhạt nhòa, biến đổi. Từ đêm đó, sương không chỉ ôm ấp màn đêm, thung lũng, núi đồi. Sương che luôn cả mặt trời, biển rộng và những lớp cát ẩm ướt dưới đôi chân tôi. Cả đời, không gian, khung cảnh đó chẳng bao giờ tôi quên. Nơi đó, thời điểm đó bắt đầu là những nỗi buồn. Tôi thực sự biết thế nào là bạc bẽo, bơ vơ. Nỗi buồn của được và mất là khởi đầu, bắt đầu của một đời người. Đêm nay, ngoài kia chắc sương cũng đang đổ xuống trên khắp núi đồi, phố nhà. Những vạt sương ký ức lan man trong sương là những khuôn mặt buồn hiu. Chú Thịnh thịt da nát tan, Thịnh chân trời góc bể, còn Thiện giờ lưu lạc về đâu? Thưa quý khán giả, truyện dài Sương Ký Ức của tác giả Đặng Mai Lan hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực, địa chỉ là 14318 Brookhurst Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Điện thoại để quý khán giả gọi vào mua sách là 1888-204-7749, 1888-204-7749 và số điện thoại trực tiếp là 714-676-8310. Độc giả xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com. Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1888-204-7749 hoặc ghé trang nhà tulucmore.com. Trung tâm dinh dưỡng và Tự Lực Bookstore hân hạnh giới thiệu đến quý vị khán thính giả Sleep Better 1000, một dược phẩm thiên nhiên nổi tiếng của bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường, có công năng phục hồi giấc ngủ cho những ai mất ngủ lâu ngày vì căng thẳng, âu lo, trầm cảm, đau nhức hay do một căn bệnh nào khác, đưa đến tình trạng suy nhược thần kinh và cơ thể, mất khả năng tập trung, kém trí nhớ, ăn uống không ngon và nhiều hậu quả khác. Sleep Better 1000 sản xuất tại Hoa Kỳ bởi một viện bào chế đáp ứng các quy định an toàn của FDA, mỗi chai 60 viên, giá chỉ có 39 Mỹ Kim. Dù mất ngủ vì bất cứ lý do nào, xin quý vị hãy gọi ngay cho Trung tâm Dinh dưỡng Tự Lực Bookstore số điện thoại 1-888-204-7749, 1-888-204-7749. Sleep Better 1000, ăn được, ngủ được là tiên.